Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện tiền thắng tình thua một tác phẩm được viết bởi tác giả Băng Nhi. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ bởi vì ngày hôm nay sau khi mà cô gái Hi Nguyệt quyết định nghỉ việc thì lại có thêm rất nhiều rông bão đến với cô. Và sau khi biết được sự thật thì Thanh Phong sẽ làm như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tình tiết của câu chuyện Tiền Thắng Tình Thua. bên kia thanh phong sau khi gọi cho nguyệt không được anh trở về thanh hy với tâm trạng cực kỳ tồi tệ làm cho minh đăng nơm nớp lo sợ trong lòng cả ngày anh cứ ngồi như người mất hồn trong văn phòng mà chẳng làm được việc gì phía bên cảnh sát vừa mới gọi điện tới báo rằng triệu hà my được mẹ anh bảo lãnh ra ngoài thanh phong không can thiệp để mặc cho mẹ anh bảo lãnh cô ta ra bên ngoài việc này mẹ anh đã can thiệp vào vậy có thể dám chắc được hai việc một là người đứng sau chuyện vu oan này Chính là Trần Tuyết Lan Hai chính là mẹ anh Cũng có liên quan tới chuyện đó Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gọi cửa Mình đang từ bên ngoài bước vào Nhìn anh cung kính báo cáo Thưa Tổng Giám Đốc Người của chúng ta mới điều tra ra được một số thông tin Vị phu nhân năm xưa giúp đỡ cô Nguyệt Chính là mẹ ruột của Tổng Giám Đốc Hơn 5 năm trước Bà ấy đã chi một số tiền để mời chuyên gia mổ tim hàng đầu từ Anh Quốc đến thành phố này. Còn nữa, tôi nghe nói từ bạn học cùng lớp của cô Hy Nguyệt năm xưa, có nghe nói rằng để phẫu thuật tim cần chi phí lên đến 1 tỷ đồng. Lớp của cô ấy tổ chức phát động hai lần quyên góp ủng hộ, nghe nói sau khi chạy vạy khắp nơi vẫn còn thiếu hơn 600 triệu. Nhưng chỉ sau vài ngày, cô ấy lại có đủ tiền để phẫu thuật một cách thần kỳ. Tổng giám đốc à, Số tiền đó vừa khớp với số tiền mà phu nhân hôm đó rút ra ngoài. Thành Phong cúi đầu trầm mặc, vậy là mọi chuyện rõ ràng rồi, mẹ anh nhất định có liên quan đến chuyện này. Thành Phong lúc này quyết định quay trở về, bước vào trong nhà. Nhìn thấy Trần Tuyết Lan, cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đi tới chỗ anh tự nhiên, nắm lấy bàn tay của anh, cất giọng mềm mại như nước anh phong lâu ngày không gặp em cứ nghĩ hôm nay anh không trở về nhà em nhớ anh nhiều lắm thành phong lìa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta sợ vội vàng bỏ tay mình ra khỏi tay anh cô ta lắp bắp anh uống rượu sao nếu anh không vui thì cho em xin lỗi bà nhàn thấy con trai không vui liền vội vàng đứng lên kéo anh ngồi xuống ghế thôi được rồi thành phong à lâu lắm con mới lại về nhà Sao vừa mới về lại cau có khó chịu như vậy? Hơn nữa hai đứa vốn có hôn ước với nhau. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với con bé như vậy. Mẹ, có một chuyện con muốn hỏi mẹ. Năm đó có phải mẹ ép Hy Nguyệt rời xa con không? Bà nhàn nghe những lời này, nụ cười trên môi của bà trở nên đông cứng. Trong lòng bà ta tuy có hoàng loạn, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. Bà ta cau mày, cất giọng không vui thành phong à con đừng nghe mấy lời nói bậy bà mẹ chưa bao giờ ép buộc cô ta là cô ta tự mình lựa chọn mẹ nói là cô ấy tự mình lựa chọn sao nếu như mẹ không đưa ra phương án liệu cô ấy có tự mình tìm đến mẹ để lựa chọn hay không có thể lắm chứ bởi vì mẹ cô ta cần tiền để phẫu thuật tim cơ mà mẹ nói đúng lắm bà nhàn bày ra vẻ mặt điều đó là đương nhiên nhưng mà chưa được bao lâu thì thanh phong lại bồi thêm cho bà một câu nữa hy nguyệt trước đây còn chưa từng gặp mẹ cô ấy chưa từng đến nhà chúng ta mẹ nói xem vì sao cô ấy biết được mẹ sẽ giúp cô ấy mà cô ấy đến tìm mẹ chứ con ở bên cạnh cô ấy hơn một năm tính cách cô ấy như thế nào con là người biết rõ hơn nữa con lại càng biết rõ về mẹ hơn cô ấy rất rất nhiều lần mẹ nói xem có đúng hay không? Mẹ mẹ không trả lời được chứ gì? Bởi vì mẹ đã điều tra cô ấy từ lâu. Con nói đúng rồi chứ? Cách đây ba tháng mẹ còn cho thư ký của mẹ đến đón cô ấy tại chung cư Xuân Lệ để tiếp tục đe dọa và chèn ép cô ấy có phải không? Không không phải như thế. Thành Phong à, con nghe mẹ nói mọi chuyện không phải như vậy. Là nó nhất định là con danh đây. Nó nói gì với con rồi có phải không? cô ấy chả nói gì với con cả những điều con muốn biết mẹ nghĩ rằng mẹ giấu được con hay sao chuyện này mẹ để lại quá nhiều sơ hở như vậy mà mẹ còn sợ người khác mách lèo hay sao từ trước đến nay con ghét nhất chính là bị người nhà lừa dối năm đó con yêu hy nguyệt vì tính cách đơn thuần và lương thiện của cô ấy con biết là mẹ không thích cô ấy và con cũng không yêu cầu mẹ phải thương hay là phải giả vờ yêu thích cô ấy còn khi đó chỉ cần mẹ tôn trọng lựa chọn của con Để cho con tự quyết định hôn nhân của mình Con không muốn sống một đời Với một cuộc hôn nhân ép buộc và không có tình yêu Con chỉ mong mình có thể sống thật lòng với mình Còn đơn giản chỉ cần có như vậy Bà Nhàn im lặng không lên tiếng Nhưng Tuyết Lan lại cảm thấy nghe không lọt tai Những lời này Cô ta vừa ăn ủi bà Nhàn Vừa nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt không mấy hài lòng Anh Phong chuyện này có gì từ từ nói ba gái làm tất cả mọi chuyện chỉ là vì muốn tốt cho anh có người mẹ nào mà không thương con của mình chứ <laughs> có đúng là như vậy không bà ấy muốn tốt cho tôi nên chia cắt tình yêu của tôi rồi ép buộc tôi cưới một người mà tôi không thích à bà ấy muốn tốt cho tôi hay là muốn tôi phải sống theo ý muốn của bà ấy nhưng mà dù sao anh không nên nói những lời này với bác gái thành phong anh bình tĩnh một chút dù mọi chuyện có như thế nào thì tất cả đã qua rồi năm năm qua chẳng phải là không có chị ta anh vẫn sống tốt đấy thôi đúng tôi vẫn sống tốt tôi sống tốt trong suy nghĩ của cô nhưng tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là người phản bội tôi hòa ra mọi chuyện lại từ chính mẹ ruột của tôi mà nên tôi sống với hận thù sống với men say đúng đúng là rất tốt Thành Phong đưa mắt nhìn cô ta bằng một ánh mắt mỉa mai và tiếp tục nói. Trần Tuyết Lan, cô đừng có đứng ở đây và tự cho mình là thanh cao. Cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của cô làm cho tôi cảm thấy thực sự ghê tởm. À? Tuyết Lan bị Thành Phong mỉa mai, gương mặt tái nhợt, loạn choạng như đóa hoa bị vùi dập mỏng manh trong gió. Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh mà cất giọng ủy khuất. Anh Phong, làm sao anh có thể nói em như vậy rốt cuộc là em đã làm gì sai anh nói đi cô còn không biết mình làm gì sai sao vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nghe Thành phong lúc này ngàn người lên ghế nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán ghét người đứng sau chuyện vu oan ở công ty thanh hy không phải là hà my mà là một người khác tuyết lan này cô biết mà có đúng không vậy nên tôi khuyên cô nên an phận một chút đi Đừng nghĩ đến chuyện Sẽ bước chân vào nhà này Chỉ cần Đặng Thanh Phong tôi không muốn Tôi sẽ mai có thể thay tôi Đón cô vào cánh cửa nhà này Tuyệt Lan nghe xong những lời này Cứng họng không nói gì thêm Những chuyện cô ta làm Có lẽ anh đã điều tra ra hết Cho dù cô ta cô cố gắng phủ nhận Cũng không có cách nào thay đổi được mọi chuyện Nhưng mà cô ta thực sự Không cam tâm tình yêu này của cô ta Lại cứ như vậy Tan theo mây khói cô ta thực sự không muốn đời này của cô ta chỉ muốn gả cho duy nhất một người và người đàn ông đó chỉ có thể là đặng thanh phong trong lòng tuyết lan lúc này tuy rất muốn hét lên để cho thanh phong biết rằng cô ta yêu anh tới nhường nào nhưng mà rốt cuộc cô ta lại không dám làm điều đó thanh phong bây giờ còn đang rất tức giận và cô ta không muốn làm anh thêm hết bò mình bà nhàn nghe thanh phong hùng hồn tuyên bố không muốn cưới cô con dâu mà bà ta đã chọn thì bà ta lại càng tức giận bà ta đập tay xuống bàn quát lớn thanh phong con im ngay cho mẹ mẹ nói cho con biết chuyện hôn nhân đại sự không phải là con muốn là được mẹ chỉ chấp nhận một mình tuyết lan là con dâu của mẹ còn cái con bé nhà quê đó con đừng có mơ mà nghĩ đến hiểu chưa con trưởng thành rồi thưa mẹ những chuyện này con xin mẹ đừng có can thiệp. Hôn nhân của con, con tự mình quyết định. Thành Phong nói xong những lời này, liền xoay người rời đi, để lại bà nhàn đứng đó nắm chặt tay, khuôn mặt đầy tức giận. Tuyết Lan nắm lấy tay của bà nhàn, đỡ bà tao ngồi xuống ghế, miệng đòn đà nói ngay: "Bác gái ơi, bác đường tức giận, tức giận lại để lại nếp nhăn đi ạ. À? Chuyện này cháu nghĩ trước hết, mình cứ để cho anh Phong bình tĩnh lại thưa bác." Anh ấy vừa rồi có uống rượu, chắc chỉ là nhất thời kích động mà thôi ạ. À. Bà Nhàn ngồi xuống ghế, khuôn mặt đang còn rất khó chịu. Nhưng mà nhìn đến Tuyết Lan, bà ta lại nhịn xuống mà thở dài. Tuyết Lan này, cháu đừng buồn về những gì mà thằng Phong nó vừa nói. Nó bồng bột nó nói ra thôi. Nó chia tay con bé kia 5 năm rồi. Bác đã ép được nó rời xa thằng Phong một lần. Bác không tin là không ép được nó rời xa thằng phong thêm lần nữa chỉ cần con bé đó biến mất khỏi nơi này thì thằng phong nhất định sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai gia đình chúng ta con hiểu chứ trần tuyết lan trong lòng cố gắng vui lắm và nở ra một nụ cười gượng gạo dạ vâng cháu cũng mong như vậy thời gian tới cháu sẽ cố gắng nhiều hơn cháu không tin anh ấy không rung động với cháu hay là thế này Bà nhàn nhìn Tuyết Lan bằng một ánh mắt đầy ý vị. Năm ngày là sinh nhật ba nó. Khi đó, hay là chúng ta chúc thuốc nó đi con. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, chúng ta nhất định sẽ có cách để ép nó chịu trách nhiệm với cháu. Cháu thấy thế nào? Kìa bác, nhưng... Nhưng mà làm như vậy, liệu có ổn không ạ? Có cái gì mà không ổn chứ? Hôm đó có rất nhiều phóng viên Chỉ cần chuyện này zoom beng lên Thì nó nhất định không thể nào trốn tránh Có điều Tuyết Lan này Bác chỉ sợ con là người chịu thiệt thòi Trong chuyện này thôi Bởi vì Con dù sao Cũng là con gái Tuyết Lan cao mày suy nghĩ vài giây Thực ra chuyện này cô ta từng nghĩ tới rồi Chỉ là lúc đó cô ta e sợ Danh dự của bản thân mình bị ảnh hưởng thôi Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi Cô ta không để ý nhiều làm chi Chỉ cần Thanh Phong chịu chấp nhận Cuộc liên hôn giữa hai gia đình Thì cho dù có phải trả giá như thế nào Cô ta cũng đều chấp nhận Đời này của Trần Tuyết Lan Chỉ cần một mình Đặng Thanh Phong mà thôi Sau khi Thanh Phong Rời khỏi biệt thự chính của gia đình Anh liền tới quán ba uống rượu Hôm nay Sơn Lâm có việc bận Nên không có mặt tại quán Chỉ có quản lý quán ba ở nơi này cho nên Thanh Phong đành uống rượu một mình Hai chai rượu mạnh nhất Lúc này đã xuất hiện Trên bàn Và nhanh chóng Một chai liền bị anh rót ra Cứ như vậy uống cạn Trước đó anh uống rượu Nên bây giờ đã say mềm Và nằm bẹp trên ghế sofa Quản lý quán bar nhìn anh không đành lòng Nên đành gọi điện cho Sơn Lâm Trở về một chuyến Khi Sơn Lâm và Trí Khiêm chạy đến Thanh Phong đã bất tỉnh từ khi nào Cả hai nhanh chóng đưa anh vào phòng nghỉ riêng trên tầng 6. Sơn Lâm nhìn dịch truyền đang chảy thì chép miệng thở dài. Tình hình của cậu ta thế nào? Chí Khiêm đóng hòm thuốc lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng đâu. Chắc là cậu ta uống nhiều quá trước đó, lại chưa ăn uống gì, cho nên mới bị tình trạng như thế này. Mẹ kiếp thật, cái tên đầu gỗ này, rốt cuộc, lại có chuyện gì xảy ra không biết. Cậu ta cứ dăm ba hôm lại chạy tới đây uống rượu. Lần này lại còn uống tới bất tỉnh nhân sự. Hầm rượu của tôi chắc là sắp bị cậu ta uống sạch sẽ rồi. Chị Khiêm không nói gì thêm. Chỉ tiêm vào chai dịch một loại thuốc nào đó rồi nhanh chóng cùng với Sơn Lâm rời đi. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao Thành Phong mới mơ màng tỉnh dậy. Anh chống tay ngồi dậy cố gắng chống đỡ cái đầu đau như búa bổ của mình. Phải mất vài phút sau anh mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bản thân mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ căn phòng này rất rộng lại được bài trí giống như một phòng tổng thống tại khách sạn năm sao anh nhớ rất rõ bản thân mình còn ngồi uống rượu trong quán bar hero tại sao sau khi tỉnh lại anh lại có mặt tại nơi này là ai đưa anh đến đây chứ và đây rốt cuộc là ở đâu cậu tỉnh rồi đây à một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên kéo thanh phong trở lại với thực tại nhìn sơn lâm đang bước tới càng ngày càng gần lại càng khiến cho thanh phong cảm thấy ngạc nhiên đây là đâu là phòng riêng của tôi cậu vẫn ở trong quán bà nên chưa ra bên ngoài đâu thì ra là phòng riêng của sơn lâm điều này càng làm anh cảm thấy hoang mang nhưng mà tại sao tôi lại có mặt trong phòng riêng của cậu <laughs> cậu còn dám hỏi tôi à Sơn Lâm bước tới, rúi vào tay anh một ly trà dài rượu, rồi nhìn Thanh Phong bằng một ánh mắt đầy vẻ coi thường. Ngày hôm qua cậu chạy tới đây uống, uống đến độ bất tỉnh nhân sự. Cũng may nhân viên của tôi phát hiện ra kịp. Chứ không ý à, ngày hôm nay cậu nằm trong hòm rồi, có khi chuẩn bị... được đi lấp đất rồi đấy. Thanh Phong yên lặng không đáp gì. Hôm qua quả thật là anh uống quá nhiều. Anh ngấp một nhụm trà dài rượu, sau đó cất giọng khàn đặc Cảm ơn cậu Thôi không cần cảm ơn Lần sau có chuyện gì Cậu đừng có chạy tới đây uống rượu Là tôi đặc biệt cảm ơn cậu lắm rồi Cũng may là không có chuyện gì xảy ra đấy Chứ mà có chuyện ấy, Thì cậu định thành ma Cậu cũng ám cả cuộc đời của tôi đấy à Thành Phong không đáp nữa Và cũng không thức giận Chỉ lặng lẽ uống trà Rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngoài kia sơn lâm chẳng còn hứng muốn trêu chọc tên bạn lạnh nhạt hơn cả tiền này nữa nên chỉ thở dài nói tiếp thế tóm lại là có chuyện gì nào đừng nói với tôi lại là câu chuyện của cô bé lọ lem năm xưa ừ sơn lâm nghe xong suy một tiếng giời ạ à, năm năm rồi cậu rút cuộc còn hận thù người ta tới bao giờ đây tại sao cậu không buông đi cho nhẹ lòng vừa là buông thai cho người cũ Vừa là buông tha giải thoát cho chính mình. Cậu hiểu không? Chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu. Chuyện năm đó, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Là mẹ tôi dùng tiền để ép cô ấy nói lời chia tay. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Mẹ cậu? Ừ, chính là bà ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi luôn trách cô ấy, tại sao lúc đó lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? nhưng rốt cuộc người đáng trách nhất lại chính là tôi năm đó gia đình cô ấy xảy ra nhiều chuyện thế mà tôi lại chẳng biết gì tôi không giúp được gì cho cô ấy ngược lại mẹ tôi còn tạo áp lực cho cô ấy khoảng thời gian đó đối với cô ấy chắc hẳn là một khoảng thời gian khó khăn vậy mà tôi mang tiếng là người yêu cô ấy lại đứng ở ngoài cuộc thậm chí còn vô tư làm đồ án tốt nghiệp chẳng mày may biết gì tôi là một thằng tồi lâm à tôi tồi tệ lắm vậy bây giờ cậu biết được sự thật rồi cậu định tính thế nào đây tôi hôm qua tôi nói chuyện với mẹ tôi rồi bà ấy không thừa nhận nhưng mà tôi biết thực sự mọi chuyện đều là như thế tôi không hiểu rốt cuộc mẹ tôi nghĩ gì bà ấy còn nói rằng chỉ chấp nhận một mình trần tuyết lan làm con dâu của mình còn cô ấy thì không vậy cậu cưới cô ta sao không tuyệt đối là tôi không bao giờ cưới tuyết lan rồi bồn đăng hộ đối thì sao nào xinh đẹp gia đình giàu có thì sao tôi không có chút cảm tình nào đối với cô ta làm sao có thể cưới cô ta được chứ vậy thì cậu nghĩ xem mẹ cậu và gia đình tuyết lan có dễ dàng buông bỏ chuyện này hay không bọn họ không dễ dàng buông bỏ nhưng mà tôi bây giờ tôi không phải là quà hồng mềm tùy ý để cho bọn họ nắn bóp nữa tôi phải vùng lên tôi phải đấu tranh đến cùng thế rồi thời gian cứ trôi đi một cách chậm rãi những ngày này thanh phong vẫn vừa nghĩ cách đối phó với cuộc liên hôn của bản thân vừa tìm thêm thông tin về chuyện năm đó đã xảy ra những gì ngoài ra anh còn đến chung cư xuân lệ để tìm cô nhưng mà rốt cuộc vẫn không gặp được hy nguyệt những ngày này cô đang làm gì chứ và rốt cuộc là cô đã đi đâu. Tại sao điện thoại cũng đều không thể nào liên lạc được với cô. Vài ngày nữa lại tiếp tục trôi đi. Cuối cùng thì ngày sinh nhật ông Thành cũng đến. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao của gia đình. Trong phòng tiệc lớn, khách mời tới xử mỗi lúc một đông. Thành Phong không muốn đến. Nhưng bởi vì là con trai nên không cách nào thoái thác được. Trung tâm tổ chức sự kiện khách sạn Diamond hôm nay đặc biệt náo nhiệt không chỉ có đông đảo khách mời mà còn có cả phóng viên tới để tác nghiệp. Bà Nhàn mặc bộ váy đen kim sa lấp lánh, tóc bà ta búi cao, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, vô cùng quý phái. Bên cạnh bà ta chính là ông Thành, ăn mặc bảnh bao mỉm cười sảng khoái mà bắt tay với khách mời. Gia đình Tuyết Lan cũng có mặt từ rất sớm, hôm nay cô ta chọn một chiếc váy công chúa màu trắng và dài qua đầu gối, gương mặt vốn xinh đẹp lại được trang điểm vô cùng tinh xảo. Cô ta đứng bên cạnh bà Nhàn, phụ giúp bà ta tiếp đón khách. Ai ai cũng khen Trần Tuyết Lan xinh đẹp, hiểu chuyện, ra dáng con dâu nhà họ đặng, làm cô ta càng thêm đắc ý. Ánh đèn và láp nháy liên tục, làm Tuyết Lan vô cùng hài lòng. Chỉ ngày mai nữa thôi, tin tức này sẽ lan rộng, sẽ có càng nhiều người tin vị trí thiếu phu nhân nhà họ đặng, chắc chắn sẽ thuộc về cô ta. Lúc Thanh Phong co mặt ở nơi này thì khách khứa đã đến được phân nửa. Anh thờ ơ nhìn ba người đang đứng ở cửa sành để chào hỏi mọi người vô cùng nồng hậu. Anh không nghĩ tới Trần Tuyết Lan lại mật dày đến như vậy. Cô ta vậy mà lại đứng đó chào hỏi quan khách giống như là một thành viên trong gia đình anh. Tuyết Lan thấy anh từ xa liền mừng rỡ vội vàng chạy lại, nắm lấy tay của Thanh Phong. "Anh Phong, anh đến rồi à?" mau qua bên này cùng với bác gái chào hỏi mọi người đi hai bác đợi anh lâu lắm rồi đấy thanh phong đột ngột bị một mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào cánh mũi anh có vẻ không mấy dễ chịu anh không di chuyển mà chỉ lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay của cô ta trần tuyết lan bị anh bài xích cô ta có chút không vui nhưng mà đành phải nhẫn nhịn thôi nơi đây nhiều phóng viên như vậy chỉ sợ là khoảnh khắc vừa rồi đã bị chụp lại mất rồi cô ta không muốn những tin đồn không hay bị phát tán trên báo càng không muốn bị nghi ngờ mối quan hệ vì với anh và cô ta đã cất công xây dựng lên bao lâu đôi chân dài của thanh phong tiến về phía trước anh đưa cho ông thành một chiếc hộp sau đó nói với ông ta con chúc ba sinh nhật vui vẻ à, được được cảm ơn con trai thanh phong không nói gì thêm chỉ cố gắng nở ra một nụ cười nhạt rồi bước vào bên trong nhưng vừa đi được hai bước chân bà nhàn lại vội vàng kéo anh lại thành phong à hôm nay là sinh nhật của ba con dù sao đi nữa con cũng nên đứng ở đây cùng với ba con chào hỏi khách khứa chứ mẹ này mẹ vừa rồi cũng nói đúng không ạ hôm nay là sinh nhật của ba vậy nên ba với mẹ mới chính là nhân vật chính chủ tiệc cũng là ba cho nên việc con ở đây chào hỏi khách khứa không cần thiết cho lắm hôm nay con hơi mệt con xin phép vào bên trong trước bà nhàn đen mặt nhưng lại ngại với khách khứa và phóng viên cho nên bà không dám nói thêm gì bữa tiệc này quy tụ rất nhiều lãnh đạo thành phố và những người có máu mặt trong thương trường thành phòng tuy tâm trạng không thoải mái nhưng anh vẫn cố gắng miễn cưỡng trò chuyện xã giao cùng với tất cả bọn họ ngày hôm nay sơn lâm cũng xuất hiện tại đây anh ta cầm một ly rượu lắc lư nó Rồi nhìn anh bằng ánh mắt cợt nhà Thành Phong Sao thế Nhìn cậu có vẻ không hứng thú gì Trong bữa tiệc sinh nhật này có đúng không Thế chẳng nhé Tôi phải vui à Thành Phong hừ lạnh Cái giọng điệu mỉa mai của thằng bạn này Làm anh chỉ muốn đấm cho bỏ ghét Nhưng trái với vẻ khó chịu của anh Sơn Lâm lại chỉ cảm thấy thích thú Tôi nghĩ cậu phải vui chứ Nhìn cô vợ tin đồn của cậu Chăm chỉ chào hỏi khách tới dự tiệc chưa kìa Ai mà không biết còn nghĩ Cậu đã cưới cô ta về làm vợ rồi đấy <laughs> Thành phòng nghe xong đen mặt Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên kia Bàn tay cầm ly rượu như muốn xiết nó vỡ vụn Thành phòng đưa ly rượu lên môi Và uống một hơi cạn sạch Sự khó chịu trong lòng Như được đổ thêm cồn Không những không bị dập tắt Mà còn bùng lên mãnh liệt Trần Tuyết Lan dạo này càng ngày càng thích làm mấy trò lấy lòng gia đình của Thanh Phong. Nhưng cô ta chỉ nhận được sự yêu quý từ mẹ anh. Những hành động của cô ta chỉ càng ngày càng làm anh thêm ghét bỏ. Sau khi khách mời đến đông đủ, bà Nhàn và ông Thành đi vào khu vực sân khấu của bữa tiệc. Sau khi phát biểu cảm ơn và nâng ly khai tiệc, bữa tiệc sinh nhật chính thức được diễn ra. Thành Phong trở về bàn tiệc chính cùng với gia đình mình, và gia đình Tuyết Lan ở bên trên. Sau vài phút ăn uống và nghe ca nhạc, ông Thành cùng với bà Nhàn bắt đầu đứng lên đi chúc rượu các bàn của khách quan. Trước khi rời đi, bà còn nhìn về phía một góc khuất gần đó và ra hiệu bằng một ánh mắt đầy ý vị. Nhân viên bồi bàn gần đó hiểu ý, lập tức đi tới rót thêm rượu cho Thanh Phong. Cả bàn tiệc 4-5 người, nhưng người bồi bàn kia lại chỉ rót rượu riêng cho một người. Ban đầu Thanh Phong có chút khó hiểu Nhưng nghe người bồi bàn kia giải thích một chút Anh cũng đặt xuống những lắng lo Dù sao đi nữa đây cũng là khách sạn tư nhân của gia đình Hơn nữa chủ bữa tiệc này Lại là cha anh làm chủ Cho nên không có ai dám to gan Mà làm liều với anh Mặc dù thương trường đầy dẫy Những hám hại và ganh đua Nhưng mà trong chính nơi này Chắc chắn không dễ dàng xảy ra chuyện đó Thanh Phong chưa dùng rượu vội Mà ngồi đó dùng cơm Ngày hôm trước uống nhiều rượu, dạ dày anh có chút nóng rát và khó chịu. Còn Tuyết Lan, cô ta ngồi ở phía đối diện, ánh mắt cô ta chốc chốc lại nhìn về phía ly rượu của Thanh Long. Chỉ cần Thanh Phong uống ly rượu này thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cô ta nghĩ ngợi một hồi, vẫn chưa tìm được cách để anh phải uống ly rượu đó. Thì bà cô ta chợt cầm ly rượu, hướng đến Thanh Phong và bắt đầu nói chuyện. Thanh Phong này, Chú mời cháu một ly Mong cháu sau này ở Thanh Hy Giúp đỡ cho con gái chú một chút Con bé trẻ người non dạ Cho nên chắc chắn là có nhiều lúc chảnh màng Không chuyên tâm vào công việc được như người ta Nếu có cái gì không hay không đúng Thì mong cháu bỏ qua cho nó nhé Thành Phong đưa mắt nhìn ông Trường Rồi lại nhìn chiếc ly trên bàn chần chừ một chút Mới đưa tay cầm nó nâng lên Thành Phong cố gắng nở ra một nụ cười nhạt Anh đưa ly rượu chạm vào ly của ông Trường, không mặn và không nhạt, thốt ra bốn chữ. Chú khách sáo rồi. Sau khi thấy anh uống được một ngụm rượu, Tuyết Lan mới thả lòng tâm trạng một chút. Cô ta đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại, nhưng thực chất là ra bên kia, chờ thuốc phát huy tác dụng. Sau khi Tuyết Lan rời đi, mấy tên giám đốc già lại từ đâu đi tới lân la chúc rượu thanh phong. Mấy người đó cứ cười hao hà, đưa tay đập mạnh vào vai anh mà nói lớn. Thành Phong, có đúng không? Mấy năm không gặp mà trưởng thành nhiều quá. Nghe nói cháu mở công ty riêng, làm ăn tốt chứ hả? À? Dạ vâng, rất tốt ạ. À? Thế thì tốt, lứa tuổi các cháu đúng là tuổi trẻ tài cao. Người đàn ông kia gật đầu cười lớn, rồi lại dơ ly rượu ra chạm ly với Thanh Phong. Đây là việc xã giao cơ bản của những người trong giới thượng lưu, cho nên anh không từ chối dù là sức khỏe mấy ngày nay có chút kém cỏi nhưng mà anh chỉ nhấp môi nhưng vì có rất nhiều người tới đây chúc rượu cho nên lúc này anh đành phải uống ba ly liên tiếp mấy lão giám đốc kia sau khi rời đi thành phong lúc này mới cảm thấy đầu óc của mình có chút quay cuồng vốn dĩ bình thường vài ly rượu này không thể nào làm cho anh say được có lẽ sức khỏe dạo này bất ổn cho nên anh mới cảm thấy choáng váng đầu óc như vậy thành phong liền đứng dậy xin phép ông trường cùng với bà phương sau đó nhanh chóng rời khỏi trung tâm buổi tiệc đây là khách sạn gia đình cho nên anh vẫn luôn có một phòng để nghỉ ngơi tại nơi này anh bấm thang máy định bụng lên phòng để nghỉ ngơi nhưng đầu óc mỗi lúc một mơ hồ cả người thành phong có cảm giác khô nóng khó chịu cái cảm giác này không phải là vì say mà giống như anh bị ai đó hạ xuân dược anh kéo cà vạt trên cổ cho rộng ra một chút mạch máu trong cơ thể như có một dòng dung nham nóng bỏng đang dịch chuyển làm anh khó chịu vô cùng mẹ kiếp ở nơi này mà có người dám hạ thuốc anh sao Thành phong lấy điện thoại trong túi ấn nút gửi đi một tin nhắn thoại sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi loại thuốc kia tác dụng rất là nhanh cả người anh bắt đầu nóng như có lửa ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ thang máy cuối cùng cũng đến từ trong góc khuất trần tuyết lan cong môi vô cùng hài lòng ngay lúc cánh cửa kia sắp đóng lại cô ta mới từ trong góc khuất hốt hoảng chạy ra anh phong anh sao thế này anh không khỏe à em xem nào không thành phong lúc này lắc đầu anh dành chút lý trí còn sót lại đưa tay và gạt mạnh tay cô ta ra này cô đừng có chạm vào tôi trần tuyết lan vờ như không hiểu cô ta lại càng nắm chặt lấy tay của thanh phong hơn anh đừng cố chấp anh say rồi đấy để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi nhé sự tiếp xúc da thịt bất ngờ này làm ít hầu của thanh phong trượt lên và trượt xuống hơi thở anh có chút hỗn loạn và ý thức cũng không mấy tỉnh táo anh nuốt khan một ngộm nước bọt và trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của hy nguyệt chẳng hiểu tại sao trong thời khắc này người anh nghĩ đến lại chính là cô. Cổ họng khô nóng, thân nhiệt tăng lên, nơi nào đó vì tác dụng của thuốc mà trở nên bức bối, khó chịu. Tuyết Lan giả vờ hoàng loạn, luôn miệng hỏi anh là anh có sao không, anh có sao không? Thằng máy dừng ở tầng cao nhất, cô ta thành thục diệu anh về phía căn phòng ở bên phía tay phải. Nhân viên khách sạn giúp cô ta mở sẵn cửa, cho nên Tuyết Lan chỉ cần đầy nhẹ một cánh là cánh cửa phòng lúc này dễ dàng mở ra sau khi cô ta đỡ được Thành phong xuống chiếc giường lớn cô ta nhanh chóng đưa cho anh một ly nước và cất giọng dịu dàng anh phong anh uống chút nước nhé anh có khó chịu lắm không em giúp anh cởi bốt đồ cho thoải mái nhé Thành phong không đáp ánh mắt liền trở nên sắc lạnh nhìn cô ta chằm chằm nơi này không phải những cuộc xã giao ngoài kia mà là bữa tiệc sinh nhật của người đứng đầu khách sạn chẳng nhẽ có ai đó dại dột mà hạ thuốc anh ở địa bàn của anh sao điều này hẳn là được tính toán từ trước nếu như anh đoán không nhầm thì mẹ anh và người phụ nữ đang đứng trước mặt anh chắc chắn có liên quan đến nhau bỏ tôi ra thanh phong hất mạnh tay của cô ta sau đó gầm gừ tuyết lan cô đừng có chạm vào tôi trần tuyết lan mặt mày ủy khuất nhìn thanh phong bằng ánh mắt vô cùng đáng thương cô ta nói trong nước mắt anh phong anh đừng hung dữ như vậy với em có được không em chỉ đang muốn giúp anh thôi mà tôi không cần cô đi ra bên ngoài nhanh lên nhưng em cút tuyết lan không rời đi dù có đánh chết cô ta thì cô ta nhất định không rời đi cơ hội này phải vất vả lắm cô ta mới có được làm sao cô ta dễ dàng từ bỏ chứ loại thuốc mà thanh phong uống là loại thuốc tác dụng chậm chỉ cần vài phút nữa thôi, người đàn ông này sẽ mất đi lý trí." Trần Tuyết Lan nghĩ vậy, cho nên cô ta thản nhiên đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Cô ta để sẵn ở đây một chiếc váy ngủ sexy, cho nên cô ta thay nó ra và ở đây đợi anh thêm vài phút. Tuyết Lan lấy điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn. Khoảng 10 phút nữa, giúp tôi đưa phóng viên lên đây. Tuyết Lan tính toán, giờ này chắc là bà Nhàn và ông Thành đã đi chúc rượu trở lại bàn cho nên nhanh chóng báo tin cho bọn họ biết. Cô ta nên chuẩn bị một chút, xịt một ít nước hoa có mùi kích thích để thăng thêm cảm xúc cho cuộc vui này. Thanh Phong nhìn Trần Tuyết Lan đi vào nhà vệ sinh, cả người anh lúc này như chẳng còn sức lực. Căn phòng này rõ ràng là một căn phòng khác, không phải là phòng riêng của anh. Thanh Phong dùng chút lý trí cuối cùng, dùng chiếc kẹp kim loại trên cà vạt đâm mạnh vào eo của mình. Một cơn đau truyền đến, làm cho anh tỉnh táo hơn. Nơi này da thịt mỏng hơn những nơi khác, cho nên chỉ cần véo mạnh hoặc là đâm mạnh vào, đặc biệt sẽ rất đau. Tranh thủ lúc bản thân còn có thể tỉnh táo, Thành Phong nhanh chóng đứng dậy, bước những bước chân loạn choạng và đi ra bên ngoài. Sau khi cánh cửa căn phòng này được khép lại sau lưng, Thành Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh phải nhanh chóng ra khỏi nơi này, tuyệt đối không thể nào để cho Trần Tuyết Lan đạt được mục đích của cô ta. Cô ta dám dùng hạ sách này để ép buộc anh sao? Vậy thì anh tuyệt đối không để cô ta toại nguyện. Thành phòng khó nhọc đỡ tường và lần theo đó cứ như vậy bước đi. Anh không trở về phòng riêng của mình nữa mà đi đến một nơi khác. Thang máy là nơi nguy hiểm, rất có thể có nhiều người ra vào nơi đó. Anh đang chưa biết làm như thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Thanh Phong Cậu ở đây à Giọng nói này là giọng nói của Sơn Lâm Làm cho cảm giác phòng bị của Thanh Phong Được thả lỏng ra đôi chút Tầm mắt của anh lúc này rất mơ hồ Chỉ có thể nhìn thấy nơi gần thang máy Có một bóng người thôi Sơn Lâm vội vàng chạy đến Nhanh chóng đưa anh kéo vào thang máy Thấy người anh nhiệt độ có chút không đúng Sơn Lâm cau mày Cất giọng chửi thề Mẹ kiếp Cậu bị hạ thuốc thật à Ừm giúp tôi thành phòng nói trong mơ hồ thứ thuốc này càng ngày càng làm anh khó chịu ngay cả đứng còn đứng không vững nơi nào đó đang căng cứng khó chịu và muốn được giải phóng hết ra bên ngoài sơn lâm hừ lạnh người nhà với nhau mà bọn họ còn phải làm tới mức này sao xem ra mẹ cậu rất khẩn trương muốn rước trần tuyết lan về nhà cậu rồi đấy thành phòng lúc này chỉ biết thở dài thôi sau khi rời khỏi thang máy anh được Sơn Lâm đưa vào một căn phòng ở dưới tầng 6. Chí Khiêm ở đây chuẩn bị sẵn dụng cụ y tế để giúp anh giải quyết tình hình. Phía bên kia, Trần Tuyết Lan sau khi thay đồ ra, cô ta còn cố ý mang chiếc váy sửa tiệc khi nãy vứt lên trên sàn nhà. Những phóng viên mà cô ta sắp xếp đều chuẩn bị tới nơi rồi. Cô ta liền nhanh chóng chuẩn bị tư thế để có những bức hình mập mờ và đẹp nhất. Nhưng mà khi Tuyết Lan Bước ra và nhìn đến chiếc giường Người đàn ông khi nãy còn vật lộn ở đó Vì bị chốc thuốc Đã rời đi từ lúc nào Chiếc giường có chút hỗn loạn Nhưng mà trống trơn Không còn một bóng dáng nào nữa Thành phong đã rời đi Từ lúc nào chứ Kế hoạch mà cô ta dày công dựng lên Cứ như vậy mà đổ vỡ hết hay sao Trần Tuyết Lan không cam tâm Cô ta vội vàng đi tìm Cô ta gần như muốn phát điên lên lúc này Cô ta vừa mới bước vào nhà vệ sinh chưa đến 10 phút, tại sao khi quay ra ngoài lại không còn nhìn thấy người ở đâu nữa? Anh đang bị chuông thuốc và có thể đi đâu được chứ? Càng suy nghĩ cô ta càng cảm thấy bất an, nhỡ như có người phụ nữ khác nhân cơ hội này chiếm hết tiện nghi của cô ta thì cô ta phải làm sao chứ? Bên ngoài cửa đám phóng viên cô ta kéo tới, theo tính toán cũng sắp sửa lên đến nơi, bây giờ Thanh Phong ở đâu không rõ cô ta không biết phải làm gì đây đầu hành lang bắt đầu có tiếng xôn xao trần tuyết lan càng thêm luống cuống cô ta xông thẳng ra ngoài cửa vội vàng dẹp loạn đám phóng viên mấy tay săn ảnh còn nhìn cô ta ngơ ngác sao thế không phải là cô gọi chúng tôi lên đây để tạo tin chấn động à phải rồi đấy sao mà lên đến đây rồi cô lại đuổi chúng tôi đi ý của cô là gì nụ cười trên môi của tuyết lan méo sạch cô ta giải thích một hồi rồi vội vàng chấn an đám phóng viên đợi cô ta thêm một chút trần tuyết lan đi dọc hành lang và tìm kiếm người vừa mới trúng thuốc mạnh như vậy chắc chắn không đi được đâu xa cô ta chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm quanh mấy căn phòng gần đó nhưng hoàn toàn không thấy hình bóng của thanh phong đâu vừa lúc đi tới thang máy thì cô ta bắt gặp hai gia đình cũng chạy tới đây bà nhàn nhìn dáng vẻ hớt hải của tuyết lan bà ta có chút khó hiểu kìa tuyết lan sao con lại ở đây thành phong nó đâu tuyết lan đang còn hoàng hốt cô ta lắp bắp không nói thành lời dạ thưa bác anh phong anh ấy bà nhàn cau mày đưa ánh mắt nhìn bà phương một cách khó hiểu bà phương cũng nhanh chóng đi tới trấn an con gái con cứ bình tĩnh có cái gì từ từ nói xem nào thằng phong nó làm sao nó đâu rồi mẹ ơi anh phong con không thấy anh Phong đâu nữa mẹ Bà Nhàn nghe xong có chút hoang mang Không thấy thằng Phong đâu Là như thế nào Dạ Con con mới vào nhà vệ sinh Có một chút thôi Thế mà lúc con bước ra ngoài Con lại chẳng thấy anh ấy ở trong phòng Không biết anh ấy đã đi đâu à Cái gì cơ Bà Nhàn và bà Phương lo lắng Nắm lấy tay Tình huống này bọn họ đúng là không ngờ tới Bà Nhàn liền có chút sốt ruột nó còn đang trúng thuốc đấy Có thể chạy đi đâu được cơ chứ Ôi giời ơi Ông Thành có chút bất an Bà mau gọi xem Con nó đang ở đâu Thế rồi Trần Thuyết Lan lật đật Bấm đi một dãy số Điện thoại gọi đi nhưng chẳng có ai bắt máy Cô ta gọi vài cuộc không có ai trả lời Liền lắc đầu buồn bã Dạ thưa hai bác Con không gọi được cho anh ấy à Trời đất ơi Thế nó đi đâu Nó đi đâu được cơ chứ Mau mau mau, mau tản ra tìm kiếm nó xem nào. Nó bây giờ đi có khi còn không vững, chắc chắn là không chạy được đâu xa đâu. Ông Thành có phần sốt ruột. Nhưng mà mọi người tìm kiếm, thì nên tìm kiếm kín đáo một chút. Chuyện này, nếu mà bị đám phóng viên đánh hơi được, bị chuyển ra ngoài, thì mất mặt lắm. Mọi người ai cũng đồng tình với ý kiến của ông Thành và bắt đầu tàn ra xung quanh để tìm kiếm Thanh Phong. Khách sạn này rất nhiều khách cho nên không thể nào dựa vào điểm dừng thang máy để mà kiểm tra được. À, đúng rồi, đúng rồi. Thằng Phong ấy, nó còn một phòng riêng ở tầng này. Có khi nào? Nó đang ở trong đấy hay không? Bà nhàn bất chợt nghĩ ra chuyện này. Bà vội vàng kéo tay chồng chạy tới căn phòng đó. Căn phòng riêng của Thanh Phong ở cuối dãy hành lang. Từ nơi này có thể nhìn thấy bờ biển phía xa. Bà nhàn và ông Thành đi tới cứ gõ cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời. Bà ta sốt ruột, liền cất tiếng. Phong ơi, Phong, còn có chồng đấy không? Trả lời mẹ đi, mở cửa cho mẹ. Phong ơi, Phong. Thế nhưng bà gọi một lần, hai lần, thậm chí là rất nhiều lần, nhưng không thấy ai lên tiếng. Con trai của bà còn đang bị loại thuốc kia hành hạ, khiến cho bà càng thêm lo lắng. Nhưng rốt cuộc, Thứ bà ta lo lắng không phải là sức khỏe cho con trai, mà bà ta sợ kế hoạch của bản thân mình trôi sông đổ bể. Bà nhàn gọi một thôi một hồi không được, bà liền kêu lễ tân mang thẻ phòng dự phòng lên. Cửa phòng được mở ra, nhưng bên trong phòng lại trống trơn, chẳng có thấy một bóng người. Bà nhàn cau mày tức giận. Rồi ạ, à, nó có thể đi đâu được chứ? Bên kia thành phòng được trí khiêm giúp đỡ, dần dần trở nên tỉnh táo tác dụng của thuốc đã tan gần hết lúc này anh mới có thể ủi oải chống tay ngồi tựa lên thành xương sao rồi cậu tỉnh rồi đấy à cậu ăn ở như thế nào mà đi sinh nhật ba của mình còn bị người ta chốc thuốc như vậy chứ thành phong mệt mỏi thở dài <laughs> cái này tôi phải hỏi mẹ tôi rồi tôi không hiểu bà ấy rốt cuộc là muốn cái gì ngay trong tiệc sinh nhật của ba tôi mà lại chốc thuốc tôi có lẽ mọi người không nghĩ đơn giản giống như tôi đúng không tôi nghĩ rằng mẹ tôi có khi bây giờ còn kêu cả phóng viên đến để làm dùm beng chuyện này chắc chắn là có đấy trời đất chuyện này có thể xảy ra trong gia đình của cậu sao cả sơn lâm và trí khiêm liền đồng loạt cười to làm cho mặt của thanh phong đen như đít nồi nhìn hai thằng bạn đang ôm bụng cười ngọt nghẽo anh lại tiếp tục hừ lạnh này buồn cười lắm à ừ không buồn cười sơn lâm tuy nói là không buồn cười nhưng miệng lại cứ phát ra những âm thanh ha hà mặt thành phong đã đen lại càng đen hơn mãi một lúc lâu sau khi cười tới mức bụng đau quằn quại thì chí khiêm và sơn lâm mới dừng hẳn không cười nữa thành phong lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ đầy vẻ khinh thường này hai cậu cười đủ rồi chứ đủ rồi đủ rồi còn không mau, ngậm cái mồm chó của cậu lại. Tôi đập cho bây giờ. Trí khiêm không đáp, chỉ là không bày ra vẻ mặt cười cợt và trêu ngươi thanh phong nữa. Sơn Lâm lúc này thở dài, nói tiếp. Chuyện này nghe vô cùng vô lý, nhưng mà nó thực sự xảy đến. Tôi không nghĩ tới mẹ cậu lại có thể làm ra những chuyện này. Xem ra bà ấy thực sự có tính toán, ép buộc cậu phải cưới Tuyết Lan về nhà. Thanh Phong này, bây giờ cậu tính thế nào? Thành Phong trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Thực sự là tôi không biết, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại làm chuyện đến mức như thế này chứ. Trần Tuyết Lan rút cuộc là có cái gì tốt nào? Cô ta vì bản thân mà không ngại vu oan cho người khác. Chẳng biết mẹ tôi ưng cô ta tại điểm nào. Trời đất ơi giàu có sao? Nhà tôi đâu phải là hạng nghèo. Mẹ cậu rút cuộc là chỉ muốn tìm một người có cùng đẳng cấp với sở thích của bà ấy thôi đơn giản là như thế chuyện tình cảm của cậu chắc là bà ấy không coi trọng miễn sao con dâu bà ấy chọn phải muốn đăng hộ đối và hòa hợp với bà ấy như vậy là ok rồi thế còn cô gái kia thì sao nghe nói cô ấy nghỉ việc ở trong công ty cậu rồi à bây giờ cậu còn liên lạc với cô ấy chứ ừ cô ấy nghỉ hơn một tuần này sự thật cũng điều tra ra rồi nhưng tôi lại không tìm được cô ấy Năm đó hóa ra cô ấy lại chịu nhiều chuyện đau buồn đến như vậy. Tôi là người yêu của cô ấy. Vậy mà tôi lại chẳng biết một chút gì. Đã vậy, tôi lại còn hận cô ấy. Suốt hơn 5 năm qua. Tôi đúng là một kẻ đáng chết. Sơn Lâm lúc này cau mày nói tiếp. Thế sao cậu không hỏi cô ấy? Từ chỗ bạn bè của cô ấy, một chút thông tin chứ. Thực ra tôi rất muốn hỏi, nhưng tôi lại sợ bọn họ Không nói cho tôi biết Ây cha Tôi nói cho cậu nghe Cậu bây giờ dẹp ngay cái tính tự cao đi được rồi đấy Muốn tìm vợ Mà lại ngại ngùng Có mà ăn cám à Nghe nói cái anh chàng kia Cũng rất thích hy nguyệt Đừng đợi đến lúc quấy thuộc về người khác Thì cậu lại hối hận không kịp được đâu Chuyện này để tôi tính toán thêm Chuyện cần thiết bây giờ Là tôi phải trở lại căn phòng kia Tôi nghĩ bọn họ sắp lục tung cả cái khách sạn này lên rồi đấy ừm tôi nghĩ cậu nên trở lại đấy dù sao chuyện này lại xảy ra được một lần thì chắc chắn còn có nhiều lần khác tốt nhất là cậu nên thẳng thắn giải quyết triệt để thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cậu mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như cứ để mọi thứ mập mờ như vậy để rồi khi mọi chuyện được phơi bày thì những người ngoài cuộc lại đánh giá không hay đâu Sơn Lâm nói đúng rồi đấy, cậu tốt nhất nên giải quyết cho triệt để, dù sao đi nữa, cậu cũng là con trai, cho dù như thế nào thì hai bác cũng dần dần mà chấp nhận cậu thôi. Tin tôi đi, chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái. Thành Phong gật đầu đứng dậy, bước vào trong nhà vệ sinh, chỉnh trang lại đầu tóc và áo quần, sau khi cảm thấy mọi thứ đều tốt, anh liền nhanh chóng rời khỏi nơi này mà đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Anh đứng ở đầu hành lang, Nhìn bọn họ chạy đôn chạy đáo đi tìm người, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước tới nơi, hắng giọng. "Mọi người đang đi tìm con đi à?" Trần Tuyết Lan đứng cách đó không xa, vừa nghe thấy giọng của Thanh Phong, liền mừng rỡ chạy đến. Lúc cô ta sắp nhào vào lòng anh, chợt phát hiện ra, anh đứng đó lạnh lùng, nhìn cô ta. Làm Tuyết Lan dừng lại một nhịp để đánh giá. Trạng thái bây giờ của anh có vẻ rất tốt, quần áo chỉnh tề hơn. Suy cho cùng, biểu cảm lãnh đạm kia không có vẻ giống như một người đàn ông đang bị trúng thuốc kích dục. Cô ta nhìn anh có chút e dè và lên tiếng. Anh phong đi à? Anh ổn chứ? Vừa rồi anh Vừa rồi tôi như thế nào? À vừa rồi Anh còng môi cười lạnh và nói tiếp vừa rồi chắc là tôi làm cho cô thất vọng quá nhỉ mấy cái thứ thuốc đó làm sao có thể làm khó được tôi anh nói xong đưa mắt nhìn xuống bộ váy ngủ của cô ta nói đầy ẩn ý <laughs> tuyết lan này xem ra cô rất hy vọng và vô cùng khẩn trương nhỉ không em em không trần tuyết lan bị nói chúng tim đen thì cô ta cứ lắp bắp không thành câu bà nhàn và bà phương thấy bên này ồn ào lại nhìn thấy thanh phong xuất hiện hai người vội vàng chạy qua ngay thanh phong vừa rồi con đi đâu thế còn có biết mọi người đi tìm con lâu lắm rồi không mẹ mọi người đi tìm con sao tìm con có chuyện gì thế à bà nhàn lúc này mới nhận ra có cái gì đó không được đúng trong lời nói của mình nên vội vàng sửa lại ngay mẹ thấy tuyết lan à, nó nói con không được khỏe lại đột nhiên không nhìn thấy con đâu cho nên mọi người có chút sốt ruột đi mà Ừ, hóa ra là như vậy sao Thành Phong nghiêng đầu và nói tiếp Nhưng hiện tại con rất khỏe Con có làm sao đâu Vừa rồi Không phải là anh bị trúng thuốc à Tuyết Lan vội vàng nói Nhưng phát hiện ra rằng Bản thân mình lỡ lời Mà vội vàng đưa tay bịt miệng lại Cúi gầm mặt xuống Không dám ngừng lên Thành Phong nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô ta Sao cô lại biết tôi bị trúng thuốc một cô gái ngây thơ như cô có thể nhận ra được điều đó sao hay là thuốc này là do có người cố ý để cho tôi uống nào bà nhàn nghe như vậy vội vàng cắt ngang lời của con trai thành phong à con nói chuyện kiểu gì thế à anh bật cười thành tiếng ồ oh, hóa ra không phải như vậy sao mẹ vậy thì cho con hỏi nhé khách mời trong tiệc sinh nhật của ba vừa rồi còn ăn mặc vô cùng tử tế sao đột nhiên cô ta lại mặc váy ngủ và chạy lung tung như thế này tuyết lan này cô nghĩ gì mà lại ăn mặc như thế này chạy loạn ở đây thế à cô có thể nói cho tôi biết được không trần tuyết lan nghe xong những lời này mặt cô ta cắt không còn một giọt máu bà phương và ông trường mặt mũi tái mét không nói được câu gì tuyết lan đúng là vì chuyện không nhìn thấy anh đâu nên cô ta vội vàng đi tìm. Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân, cô ta mới giật mình hoàng hốt. Nếu như hình ảnh này của cô ta bị phóng viên chụp lại, thì phải làm sao chứ? Bà Phương cố gắng bày ra một nụ cười méo mó. À, chuyện này là Tuyết Lan nó lo lắng cho con, nên nó mới không chú ý cách ăn mặc. Con đừng có để ý quá. Nói xong bà Phương nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Tuyết Lan, mau chóng đi thay đồ mới, Cô ta hiểu ý, ngại ngùng chạy vội về căn phòng kia. Thanh Phong nhìn theo, nhưng anh không thèm vạch trần cô ta nữa. Những lời ban nãy anh nói, nếu như cô ta là một người thông minh, thì cô ta đã sớm ngộ ra rồi. Bà Nhàn lúc này mới quay ra hỏi Thanh Phong. Phong à, vừa rồi rốt cuộc, con đã đi đâu? Dạ dày con có chút không khỏe, nên con xuống tiệm thuốc phía đối diện, mua thuốc vào uống. Mẹ à, con dù sao cũng gần ba mươi rồi, có phải là trẻ con đâu, mà mẹ lại lo lắng như vậy à? Nói đến đây, anh vừa như đang suy nghĩ điều gì đó, nhanh chóng nhìn cha, ngạc nhiên. Ba, ba là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ba phải mau chóng trở lại đi chưa? À? Hôm nay đều là đối tác và các lãnh đạo thành phố, nếu như bà vắng mặt quá lâu, không xuất hiện, thì khách hứa người ta đánh giá cho đây à? Ông Thành nghe con trai nói có lý liền nhanh chóng cùng với bà nhàn trở lại hội trường bữa tiệc thành phong cũng nhanh chóng theo ba mẹ mình trở về đó còn tuyết lan sau khi thay đồ xong bước ra ngoài không nhìn thấy thanh phong đâu nữa cô ta liền ngơ ngác hỏi mẹ anh phong đâu rồi mẹ nó cùng với anh chị xuôi về hội trường rồi nhà mình phải nhanh lên một lát nữa hai nhà công bố hôn ước của hai đứa trước mặt truyền thông đấy thật à mẹ đương nhiên là thật rồi chuyện này mẹ bàn với gia đình bên đấy kỹ càng lắm rồi con cứ yên tâm chỉ cần nghe lời mẹ là được nhá bà phương bật cười nhanh chóng nắm lấy tay con gái và kéo đi nhanh lên con chúng ta không thể nào rời bàn tiệc quá lâu được đâu sau khi trở lại hội trường bữa tiệc sinh nhật tiếng piano vẫn du dương tựa như không bị ngắt quãng bởi bất cứ điều gì sau khi gia đình bà phương có mặt tay bữa tiệc ông thành nhận được ánh mắt của vợ liền đứng dậy bước lên sân khấu cầm lấy micro ông ta hắng giọng và nói to một lần nữa cho phép tôi được nói lời cảm ơn tới quý vị quan khách quý đối tác bạn bè gia đình và các anh chị phóng viên đã bớt thời gian tới dự sinh nhật của tôi nhân đây chúng tôi xin được phép tuyên bố một chuyện như quý vị đã biết rồi gia đình chúng tôi và gia đình anh trường vốn có hứa hẹn về hôn nhân của các con này các cháu đều trưởng thành, chúng tôi cũng tính đến chuyện để hôn ước năm xưa trở thành sự thật." Thành Phong ngồi yên tại vị trí, sắc mặt anh vẫn lãnh đạm, khác hẳn với cái vẻ vui mừng khó giấu giếm của Trần Tuyết Lan lúc này. Bà Nhàn đưa mắt ra hiệu cho Tuyết Lan, cô ta liền vội vàng cùng với gia đình mình đứng lên chuẩn bị, bước lên sân khấu. Bà Nhàn cũng đứng dậy, nhìn thấy con trai vẫn ngồi yên trên vị trí, bà liền đưa tay lay lay anh thành phong à mau đứng dậy đi con tại sao con phải đứng dậy dù gì cũng công bố rồi con đừng để cho ba con mất mặt thành phong không đáp tuy rằng anh không muốn bị lôi vào chuyện này nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào để trốn tránh dù sao anh cũng phải giải quyết một lần cho triệt đề vì vậy anh cũng đứng dậy và bước lên bụng phóng viên tranh thủ chụp hình liên tục những ánh đèn chớp loang loáng Bọn họ dự đoán tin tức ngày hôm nay sẽ làm chấn động giới thượng lưu. Tập đoàn Thành Thái và tập đoàn Trường Phát Liên Hôn, đàng trai còn nắm trong tay cả một công ty lớn đang phát triển hùng mạnh như công ty Thanh Hy. Dự đoán sẽ hình thành một chế lớn vô cùng hùng hậu. Trần Tuyết Lan thấy anh dần dần bước lên sân khấu, trong lòng cô ta vui vẻ vô cùng. Vậy là điều cô ta mong muốn, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Thành phòng cuối cùng cũng chịu nhìn về phía cô ta. Các nhà báo các phóng viên bắt đầu chen lấn nhau lên phía trước và tranh nhau chụp hình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Tiền thắng tình thua, một tác phẩm được viết bởi tác giả Băng Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện thì anh chàng Thanh Phong đã biết tất cả mọi chuyện mà mẹ mình làm cùng với cô ả đê tiện tên là Tuyết Lan kia. Vậy thì bây giờ anh ấy bước lên sân khấu và tiếp tục làm cái gì đây? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật là ngon xin chào và hẹn gặp lại